Theo thông báo của WHO, 10 bước phòng ngừa cá nhân bao gồm: 1. Rửa tay thường xuyên bằng dung dịch chứa cồn hoặc xà phòng và nước. 2. Giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người khác khi ho hoặc là hắt hơi. 3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Hãy đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. 4. Giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, không sử dụng chung đồ dùng cá nhân. 5. Vứt khăn giấy đúng nơi quy định ngay sau khi sử dụng. 6. Ở trong nhà và tránh tiếp xúc với người khác nếu như bản thân cảm thấy không khỏe. 7. Liên hệ ngay với cơ quan y tế nếu như có dấu hiệu sốt, ho nhiều hoặc là khó thở. 8. Thường xuyên cập nhật thông tin và hướng dẫn phòng dịch của cơ quan chức năng. 9. Giữ vệ sinh sạch sẽ khi chế biến thực phẩm. 10. Động viên và lắng nghe người thân, đặc biệt là trẻ em. Không sử dụng các chất kích thích để giải tỏa cảm giác bức bối khi ở nhà trong thời gian dài. Thank you.